Cuốn sách giúp đem lại những động lực tích cực, đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Thứ nhất, cuốn sách này nói với chúng ta rằng mỗi người trẻ đều phải trải qua tháng ngày trầm luân vất vả. Những tháng ngày này có thể là 1 năm, 2 năm, cũng có thể là 3 năm hoặc 5 năm. Nhưng xét cho cùng, muốn một đời không khổ nhọc thì chúng ta cần phải khổ nhọc một thời. Thứ hai, để theo đuổi ước mơ cần có sự điên cuồng. Có rất nhiều bạn trẻ đặt ra mục tiêu cho bản thân từ rất sớm nhưng lại không biết làm cách nào để vượt qua được cái vỏ ốc an toàn của chính mình. Thanh xuân chỉ có một lần thôi, tại sao chúng ta không cố gắng nỗ lực nhiều hơn để trở thành phiên bản hoàn thiện nhất? Và cuối cùng đó là hãy sống với một thái độ tích cực. Trong cuộc sống luôn có những khó khăn ập đến mà chúng ta không thể biết trước được. Nhưng nếu như chúng ta luôn giữ được một thái độ tích cực và vui vẻ đón nhận nó thì chúng ta sẽ vượt qua và đạt được thành công trong cuộc sống. Nhớ follow kênh TikTok của Trạm Review Sách để biết thêm nhiều cuốn sách hay. Nếu bạn cần một cuốn sách để giúp cho bạn có thêm tinh thần và động lực làm việc trong cả ngày dài thì đây chính là cuốn sách mà bạn không thể bỏ qua. Kỷ luật tự giác là trao cho mình quyền đặt ra quy tắc trò chơi. Bạn không khắt khe với mình, sẽ có người khác khắt khe với bạn. Quyển sách này là tập hợp những câu chuyện ngắn kể về quá trình nỗ lực rèn luyện bản thân, sống có mục đích, sống có kỷ luật của nhiều nhân vật nổi tiếng khác nhau. Điểm chung giữa họ chính là những thành tựu đáng tự hào mà họ đã đạt được trong quá trình gian khổ ấy. Mình tin rằng với 5 phút mỗi buổi sáng bỏ ra để đọc kỷ luật tự giác, bạn sẽ có rất nhiều động lực để chiến đấu với đống bài tập kia hay là những công việc còn sót lại. Thế nên khi có ai đó hỏi mình về sách truyền động lực, mình sẽ nói rằng: bạn muốn vượt qua cân bị trì hoãn, hãy đọc ngay cuốn sách Làm đi chờ chi. Đã bao lần bạn muốn giảm cân nhưng cuối cùng lại thất bại? Đã bao lần bạn muốn học một kỹ năng mới, một ngôn ngữ mới nhưng chỉ hào hứng được vài ngày rồi lại chán nản từ bỏ? Tất cả những điều này đều được gọi chung là căn bệnh trì hoãn. Với vô vàn lý do khách quan lẫn chủ quan, chúng ta cảm thấy bản thân không bao giờ đủ động lực để hoàn thành những mục tiêu mà mình đặt ra. Cuốn sách Làm đi chờ chi sẽ chứng minh cho bạn rằng động lực không phải thứ sinh ra đã có sẵn trong mã gen của mỗi người mà thực chất là một kỹ năng bạn hoàn toàn có thể học hỏi và làm chủ. Khi thiếu nghị lực, trì hoãn sẽ nắm quyền kiểm soát, dụ dỗ bạn rơi vào vòng xoáy lười biếng vô thời hạn. Với 28 ngày thử thách được chia làm 4 tuần, Làm đi chờ chi giúp bạn xác định mục tiêu quan trọng mà bản thân cần thực hiện, làm chủ động lực, tự tạo dựng nên kế hoạch thúc đẩy bản thân tiến về phía trước. Không chỉ dừng lại ở đó, sau 28 ngày thử thách, bạn nhận ra rằng ý chí của mình mạnh mẽ hơn mình tưởng. Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Hãy nhớ rằng, làm chủ động lực chính là chìa khóa làm chủ cuộc đời. Nhớ follow kênh TikTok của Trạm Review Sách để biết thêm nhiều cuốn sách hay. Tại sao Rừng Na Uy là cuốn sách thanh xuân bất diệt? Thứ nhất, đây là tác phẩm hiện tượng của nền văn học thế giới với hơn 4 triệu bản bán trên toàn cầu. Thứ hai, cuốn sách đã tái hiện nỗi cô đơn buồn thảm của người dân xứ Phù Tang trong những năm 1960, vốn đầy rẫy những tăm tối khó có thể thoát ra. Thứ ba, tiểu thuyết còn khắc họa lối sống của con người hiện đại, đặc biệt là những ai đang chênh vênh ở lứa tuổi trưởng thành. Thứ tư, đây chính là tác phẩm đã đưa tác giả Haruki Murakami trở thành ngôi sao sáng trên nền trời văn học thế giới. Dẫu nặng nề, Rừng Na Uy vẫn mang đến những thông điệp tích cực cho những năm tháng đằng đẵng phía trước. Nhớ truy cập link bio để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review. Ba bài học dành cho người trẻ từ cuốn sách Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì. Thứ nhất, không rảnh rang lãng phí thời gian. Thứ tốt đẹp đừng cất giấu quá kỹ, chuyện hôm nay chớ để ngày mai. Ngay bây giờ chuyện đã đồng ý với mình thì hãy dốc sức thực hiện. Miền đất đã tự nhủ phải đến thì hãy cố gắng để đến. Thế gian này quá sức vô thường, thời gian hãy đầu tư vào những điều tốt đẹp. Thứ hai, đừng quấy rầy hạnh phúc nhỏ bé của người khác. Rất nhiều người trong chúng ta có thói quen công kích, chế nhạo ước mơ của người khác bởi vì nghĩ rằng thay đổi đối với họ là điều không thể. Những người đang trên đường chinh phục ước mơ đều gặp phải rất nhiều khó khăn. Điều họ cần là những lời khích lệ động viên từ chúng ta, chứ không phải là sự chế nhạo hay công kích. Thứ ba, tương lai quá đỗi xa vời, hiện tại mới là mãi mãi. Những kế hoạch hoàn hảo, những lời hứa đối với bản thân đều rất dễ bị quên bẵng đi bởi cảm hứng nhất thời. Dần dần chúng ta quen với việc trì hoãn, muốn trở nên thành công nhưng bước đầu tiên cũng không đủ dũng khí. Sẽ chẳng có khoảng thời gian nào thích hợp hơn ngay bây giờ để theo đuổi những thứ bạn muốn. Nhớ truy cập bio để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review nhé. Ba bài học từ cuốn sách Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Thứ nhất, trong cô độc, chúng ta sẽ thấy phiên bản chân thực nhất của mình. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta rất sợ một cuộc sống cô độc, nhưng với nhiều người, sự cô độc lại là một phần thiết yếu với họ và họ sẽ hưởng thụ cuộc sống cô độc ấy. Vì sao? Câu trả lời là khi ta cô độc, ta sẽ thấy phiên bản chân thực nhất của mình. Trong cô độc, chúng ta sẽ có được sự tĩnh lặng để nhìn lại bản thân, nhìn lại hành trình, đánh giá đúng sai, tiếp tục hay buông bỏ. Chính trong cô độc thì ngọn lửa trí tuệ sẽ tỏa sáng. Thứ hai, đừng ngại thay đổi và sửa sai. Khi bạn còn trẻ, việc đưa ra một quyết định và bước đi trên con đường của mình thì khó tránh khỏi những thất bại và sai lầm. Nhưng giữa người với người khác nhau ở cách giải quyết, có bạn sẽ chọn từ bỏ luôn con đường đang đi vì không chịu nổi cảm giác thất bại,
nhưng có người thì sẽ không ngại thay đổi, tìm hiểu và sửa sai để bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Vì vậy, khi có sai lầm thì hãy dừng lại để nhìn và tìm ra phương hướng đúng nhất, đừng quá sớm bỏ cuộc và đừng bước đi trong bế tắc, bởi càng đi càng lạc lối. Chỉ khi tìm đúng phương hướng, chúng ta mới không tốn công tốn sức quá nhiều. Thứ ba, đừng so sánh bản thân với người khác một cách mù quáng. Rất nhiều người trong chúng ta có xu hướng so sánh bản thân với những người tài giỏi xung quanh, do đó lại cảm thấy bản thân kém cỏi. Có người từ đó cố gắng để bằng với người khác, nhưng cũng có người chỉ biết chán nản với bản thân mình. Như vậy, đừng so sánh bản thân với người khác một cách mù quáng, bởi mỗi con người tồn tại đều có ý nghĩa riêng. Nếu không thể ngăn cản sự so sánh, hãy làm điều đó một cách lý trí. Chúng ta nên biết thì nó là đủ, cũng nên biết bản thân mình đang ở đâu. Nếu chúng ta chạy theo người khác, đôi khi chúng ta sẽ đánh mất sự đặc sắc của chính mình, chúc thêm bao nhiêu phiền muộn. Nhớ follow kênh TikTok của Trạm Review Sách để biết thêm nhiều cuốn sách hay. Những cuốn sách có thể vực dậy tuổi trẻ của bạn. Thứ nhất đó là cuốn Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ của tác giả Cảnh Thiên. Nó cho chúng ta biết được thứ quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian, nên đừng bỏ lỡ khoảng thời gian trẻ tuổi. Thứ hai đó là cuốn Ước mơ cần thực hiện mỗi ngày của Lãnh Duy, với câu nói nổi tiếng: ước mơ không phải là thứ chúng ta gặp khi say ngủ, ước mơ là thứ khiến người ta không thể chợp mắt. Thứ ba đó là cuốn Giá mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ, tuổi trẻ mơ lớn tương lai thắng lớn. Thứ tư đó là cuốn Đừng để tương lai chết trước tuổi 30, với triết lý con chim đậu trên cành không bao giờ sợ cành cây gãy, bởi nó không đặt niềm tin vào cành cây mà đặt niềm tin vào đôi cánh của chính mình. Và cuối cùng đó là cuốn Lộ trình bạn đi tương lai bạn chọn, cuốn sách cung cấp kỹ năng cho các bạn vừa mới ra trường đi xin việc. Hiện tại tất cả các cuốn sách này đều được sale trên Shopee lên đến 50%. Nhớ truy cập link bio của mình để biết thêm thông tin về các cuốn sách mà bọn mình đã review nhé. Những trích dẫn cực hay trong cuốn sách Giá mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ. Thứ nhất, những người không nỗ lực không có tư cách nói chuyện cuộc đời. Thứ chênh lệch ít nhất giữa người với người là chỉ số thông minh, còn chênh lệch lớn nhất là lòng kiên trì. Thứ hai, mỗi người đều đang chờ đợi một điều gì đó, có lẽ là đang chờ đợi một ngày thôi mong chờ. Thứ ba, bạn trèo lên rất cao, đi rất xa, không phải là để thế giới nhìn thấy, mà là để nhìn thấy thế giới. Và thứ tư, cuộc sống này đã được định sẵn bởi những quy luật của nó, và cho dù bạn có yếu đuối như thế nào cũng không thể thay đổi. Hãy chấp nhận đi, dù đêm qua bạn có đang khóc lên khóc xuống vì một người, thì sáng nay bạn vẫn phải thức dậy và tiếp tục làm việc. Nhớ truy cập link bio của bọn mình để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review. Hai cuốn sách cực kỳ quan trọng trong tuổi trẻ của bạn. Thứ nhất đó là cuốn Ước mơ cần thực hiện mỗi ngày của tác giả Lãnh Duy. Đây là cuốn sách có khả năng vực dậy tinh thần và có thể thúc đẩy quá trình hiện thực hóa giấc mơ của bạn. Hiện tại trên Tiki, cuốn sách này đang có giá được sale mạnh lên đến 50%. Thứ hai đó là cuốn Giá mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ của tác giả Lưu Tư Hạo. Đây là cuốn sách giúp bạn nhận định giá trị tuổi trẻ của mình, tương lai của bạn thế nào chỉ có bạn mới có thể biết được. Ngoài ra đây cũng chính là cuốn sách mà từ đó tác giả Lưu Tư Hạo đã có thể thay đổi được nhận thức của hàng triệu người trẻ Trung Quốc. Nhớ truy cập link bio để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review. Nếu được sống lại một lần nữa, bạn sẽ chọn thay đổi điều gì trong đời? Hãy thử tìm câu trả lời trong cuốn sách Thư viện nửa đêm. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này là Nora Sid, một người phụ nữ 35 tuổi mắc chứng trầm cảm. Cô từng có rất nhiều tiềm năng để thành công nhưng lại luôn vụt mất cơ hội. Khi Nora quyết định tự sát thì cô được đưa đến một nơi gọi là Thư viện nửa đêm, nơi nằm giữa hai cõi sống chết. Ở đây có hàng ngàn cuốn sách tương ứng với hàng ngàn cuộc đời mà Nora có thể sống nếu như cô thay đổi một lựa chọn nào đó trong quá khứ. Nhiệm vụ của cô là tìm ra trong đó cuốn sách cuộc đời mà cô cho là đáng sống nhất. Với yếu tố huyền bí kết hợp học thuyết vật lý lượng tử, cuốn sách đem lại cho người đọc cảm giác hồi hộp, xúc động, đồng thời chiêm nghiệm về câu hỏi thế nào mới là cuộc đời ý nghĩa và đáng sống nhất. Truy cập link bio để biết thêm thông tin về những cuốn sách mà bọn mình đã review nhé.